chàng trai huấn luyện chó đậu vào trường đại học thuộc top 5 trường tốt nhất nước Mỹ. Lý do gì khiến bài hát Nối dòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn suýt chút nữa không được quyền biểu diễn trên sân khấu? Hy hữu, phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ có hai bộ phận sinh dục. Làng hoa Đà Lạt tan quang tơi tả sau trận mưa đá bất ngờ giữa trời nắng nóng. Con cá tra qua thời hoàng kim và khiến người nuôi lâm nợ. Giải pháp nào giúp vực dậy ngành sản xuất vốn là thế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long từ hàng chục năm qua? Đông Tây Thế Sự hôm nay cùng quý vị trao đổi vấn đề này. Việt Nam mua bản quyền phát sóng Thủy Thủ Mặt Trăng, phim hoạt hình gây thương nhớ trong ký ức nhiều người trẻ. Đường đến việc làm, nhiều công việc dành cho lao động có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên với nhiều lương đãi ngộ hấp dẫn. Các hãng lữ hành bắt đầu rục rịch tăng tour, tăng chuyến phục vụ khách du lịch dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Tờ báo có dõng dạc 10 nhân sự đạt giải thưởng danh giá trong lĩnh vực báo chí của Mỹ. Nóng trên sân cỏ châu Âu, rạng sáng nay, trận ở tứ kết UEFA Champions League giữa Juventus và Barcelona đã kết thúc với một kịch bản khó tin. Chị Ngọc Mai này, không biết là chị còn nhớ cô gái này hay không? Vẫn còn nhớ, và tôi chắc chắn là quý vị đang xem chương trình thì vẫn như tôi là nhớ đến Nguyễn Đình Tôn Nữ, cô nữ sinh Hà Nội vừa được nhận học bổng toàn phần trị giá khoảng 7 tỷ đồng từ Đại học Harvard, trường đại học danh giá nhất thế giới. Và câu chuyện về cô đã được chúng tôi giới thiệu trong một chương trình gần đây. Thưa quý vị, ngoài Tôn Nữ thì mới đây cộng đồng lại náo nức khi hay tin Nguyễn Lê Hoài Anh, một cô nữ sinh khác của tỉnh miền núi Lào Cai, trúng tuyển Đại học Stanford của Mỹ, trường top 2 thế giới và có tỷ lệ chấp nhận học sinh thấp nhất của nước Mỹ. Những cô còn học trò Việt Nam đã tìm được đường đến với những trường đại học đáng mơ ước nhất thế giới theo cách của riêng mình. Và một 9X khác là Hà Quốc Huy cũng đã biến ước mơ của mình thành hiện thực, bắt đầu từ những bài luận đặc biệt của mình. Một trong ba đề bài mà Đại học Columbia của Mỹ đặt ra cho Huy chính là em muốn đóng góp cho trường phần nào nhất của cá nhân. Quốc Huy đã nói lên mong muốn đem nghiên cứu về năng lượng mặt trời đến với những vùng khó khăn của châu Phi vào mùa hè, nhằm giúp người dân xây dựng hệ thống nước, xây lúa mạch để giúp cuộc sống của họ bớt vất vả hơn. Ở một bài luận khác, chàng trai Việt nói về sự quan tâm đối với ngành kỹ sư môi trường bởi ông của em từng bị mất vì bệnh phổi. Và em hy vọng công nghệ năng lượng xanh được sử dụng rộng rãi, góp phần giúp không khí sạch hơn. Sau khi trúng tuyển, chàng trai đa tài dự định học thật tốt ngành khoa học máy tính ở Đại học Columbia. Sau này, em mong muốn dùng kiến thức về khoa học để đóng góp vào lĩnh vực giáo dục nước nhà. Ước mơ của em sau này trở về Việt Nam mở một trường đại học mang tên HIT, Hà Nội Institute of Technology. Trường sẽ đối đầu với MIT, Massachusetts Institute of Technology, một ngôi trường số 1 thế giới về khoa học công nghệ. Nhưng không có ước mơ nào là viển vông và quá sức nếu như con người đã có quyết tâm và niềm tin vào bản thân mình. Và với niềm đam mê và năng khiếu làm khoa học, đây không chỉ là ước mơ mà đúng hơn chính là mục tiêu thực tế và nghiêm túc của cậu học trò Hà Nội đa tài này. Quý vị ắt sẽ ngạc nhiên nếu như biết rằng ngoài những bản thành tích nghiên cứu khoa học đáng nể thì Huy còn biết huấn luyện chó và có 6 năm chơi bóng chày, biết chơi nhiều nhạc cụ như là guitar, ukulele, trống, mê làm phim chụp ảnh và đã từng thành lập một đội làm phim học trò từ năm lớp 8. Với suy nghĩ không ngại dấn thân, sinh viên thì không chỉ ngồi và chép mà sẵn sàng đi ra ngoài, lao vào làm việc và sẵn sàng cống hiến hết mình cho cộng đồng. 9X này đã một lần nữa cho thấy trí tuệ Việt đã và đang luôn sẵn sàng để chinh phục những đỉnh cao tri thức của thế giới. Thưa quý vị, thời gian gần đây, người yêu âm nhạc cả nước bị nhiều fan bất ngờ trước những lùm xùm liên quan đến những bài hát đã đi cùng năm tháng, bị cấm lưu hành, biểu diễn. Sau Mà Hoa Đỏ của nhạc sĩ Thuận Yến là đến chuyện cấm 5 bài hát trước năm 1975, trong đó có những ca khúc bolero quen thuộc và phổ biến như Con Đường Xưa Em Đi của nhạc sĩ Châu Kỳ, Hồ Đình Phương, với lý do lời bài hát không đúng với bản gốc. Mới đây nhất,
Những ai yêu nhạc Trịnh cũng sững sờ khi bài hát gần như rất nhiều người Việt Nam đều thuộc lòng là Nối Vòng Tay Lớn, lại được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết không nằm trong danh mục phổ biến bởi chưa có cá nhân, tổ chức nào xin phép. Và như vậy, những câu hát Rừng núi giang tay nói lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà quen thuộc sẽ có nguy cơ không được dang lên tại bất kỳ chương trình biểu diễn nào. Sự vụ này nảy sinh từ chuyện chương trình Nối Vòng Tay Lớn do Đại học Y Dược Huế kết hợp gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dự định tổ chức đã gặp khó khăn do có 4 ca khúc không nằm trong danh mục bài hát trước năm 1975 được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép phổ biến. Các ca khúc gồm Nối Vòng Tay Lớn, Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Ca Dao Mẹ và Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ. Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn giải thích, theo nghị định của Chính phủ về phổ biến các sáng tác trước năm 1975, các đơn vị tổ chức cá nhân muốn biểu diễn những tác phẩm này phải tự hoàn thiện hồ sơ gửi lên Cục. Hiện Cục đã nhận được hồ sơ xin cấp phép ca khúc Nối Vòng Tay Lớn của Đại học Y Dược Huế. Đây là đơn vị đầu thực hiện thủ tục trên với ca khúc này. Vị này cũng cho biết, tuy nhiên hồ sơ đăng ký này bị thiếu chứng nhận của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm hoặc tổ chức đại diện quyền tác giả. Phía Cục sẽ nhanh chóng cấp phép khi đơn vị tổ chức hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý. Nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, nhạc sĩ Thanh Bùi. Thưa quý vị và các bạn, trong số những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Nối Vòng Tay Lớn là ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ và được phổ biến rộng rãi nhất. Vào năm 2013, thì Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục đêm nhạc Trịnh có nhiều người đồng thanh hát bài Nối Vòng Tay Lớn trong chương trình được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Hàng chục năm qua, ca khúc này đã liên tục được dang lên trong các đêm nhạc cộng đồng, các chương trình âm nhạc lớn nhỏ, các buổi sinh hoạt của học sinh, sinh viên. Thưa quý vị, và theo thông tin chúng tôi có được, thì Đại học Y Dược Huế chỉ kịp làm hồ sơ xin cấp phép cho ca khúc Nối Vòng Tay Lớn. Còn 3 bài hát còn lại là Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Ca Dao Mẹ và Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ đã buộc phải loại khỏi chương trình mà đơn vị này dự tính tổ chức vào ngày 21 tháng 4 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, những thành tựu của ngành y học Việt Nam thời gian gần đây đang làm nức lòng người dân khi mở ra nhiều cơ hội sống hơn với các bệnh nhân và với các căn bệnh mà trước đây các bác sĩ đã phải bó tay hoặc là điều trị rất khó khăn, tốn kém. Sau phẫu thuật trị ung thư bằng robot, điều trị vô sinh bằng phương pháp mới, thì mới đây, các bác sĩ khoa phụ sản Bệnh viện E vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nữ ở Hà Nội bị một dị tật vô cùng khó nói. Do mang hình thái là nữ và hàng tháng đều có kinh nguyệt đều đặn, nhưng bộ phận sinh dục nam ngày càng phát triển khiến bệnh nhân cảm thấy mặc cảm và tự ti trong cuộc sống và giao tiếp với mọi người xung quanh. Gia đình đã đưa bệnh nhân đến khám tại khoa phụ sản Bệnh viện E. Tại đây, các bác sĩ khoa phụ sản đã tiến hành khám và chẩn đoán là bệnh nhân bị dị dạng lưỡng tính bộ phận sinh dục. Tiến hành thăm khám và siêu âm cho thấy có đầy đủ cơ quan sinh dục của nữ giới, nên các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ bộ phận sinh dục nam và tiến hành chỉnh hình cơ quan sinh dục nữ cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, bệnh nhân đã trở thành một người phụ nữ hoàn chỉnh và có thể sinh con như bình thường. Cách đây chưa lâu, tại Gia Lai đã xảy ra vụ đuối nước khiến 4 nữ sinh lớp 6 tử vong. Dù việc khiến dư luận hết sức bàng hoàng, thì vào chiều ngày hôm qua, khi rủ nhau đi tắm hồ tại thôn 1, xã Nghĩa Quà, hai em học sinh của trường trung học cơ sở Nghĩa Quà cũng đã thiệt mạng trong dòng nước. Vụ việc tiếp tục cảnh báo các bậc cha mẹ, thầy cô giáo cần nhắc nhở các em không nên để các em tắm sông suối ao hồ nguy hiểm hay là chơi đùa, dù ngay cả khi các em đều biết lội. Nếu có đi thì cần phải được sự giám sát của người lớn để hạn chế tối đa rủi ro xảy ra. Thưa quý vị, các vụ đuối nước thời gian qua gần như đều có từ 2 nạn nhân thiệt mạng trở lên. Một trong những nguyên nhân là khi phát hiện bạn mình bị nạn, những em khác đã bất chấp nguy hiểm mà lao ra ứng cứu. Chúng ta không cổ vũ cho chuyện những cô cậu học trò vốn tuổi còn nhỏ, sức yếu lại chưa biết cách cứu người mà cứ lao ra dòng nước. Nhưng cũng vô cùng trân trọng và biểu dương tinh thần dũng cảm giúp đỡ người khác trong khó khăn hoạn nạn của các em. Khi thấy hai cánh tay của một em nhỏ chới giới nhô lên rồi chìm xuống trong dòng nước đang chảy mạnh, Trần Cao Nguyên, học sinh của lớp 8B trường trung học cơ sở Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã không ngần ngại nhảy xuống tìm cách kéo nạn nhân lên bờ. Xúc động và xem đây là tấm gương cần được biểu dương, ngày 11 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên đã tặng giấy khen cho em học sinh dũng cảm này.
Trước đó, trưa ngày 5 tháng 3, Trần Cao Nguyên đang giặt giũ ở mương Yên Lập thì phát hiện thấy hai cánh tay của một em nhỏ chới giới trong dòng nước đang chảy xiết. Nguyên hô hoán cho mọi người biết, rồi nhảy xuống mương, bơi đón đầu, lấy sức túm áo em nhỏ kéo vào bờ. Lúc này đã có nhiều người lớn kịp thời đến hỗ trợ. Em nhỏ bị đuối nước là học sinh lớp 1 của trường tiểu học Minh Thành, là hàng xóm của Nguyên. Thưa quý vị, giữa lúc thời tiết đang nắng oi bức thì một trận mưa đá với hạt cỡ lớn bằng ngón tay bỗng rào rào đổ xuống Đà Lạt, khiến cho nhiều vườn rau màu và hoa tan hoang. Cụ thể là trận mưa xảy ra vào khoảng hơn 5 giờ chiều hôm qua, lớn nhất là trên địa bàn phường 12 thành phố Đà Lạt. Mây đen kéo về nhanh kèm theo gió lốc lớn. Ngay sau đó thì mưa dông kèm mưa đá đã trút xuống chừng 3 đến 4 phút. Trận mưa đã gây thiệt hại lớn với rau màu và làng hoa Thái Phiên. Theo người dân địa phương thì đây là trận mưa đá rất bất thường trước thời điểm khi rất hiếm khi xảy ra vào mùa này. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, clip ghi cảnh một hành khách đã bị lôi xuống máy bay một cách thô bạo đã gây ra một trận bão vì rất nhiều ý kiến phẫn nộ, tranh cãi. Nhiều trang tin của Mỹ vào ngày hôm qua xác định hành khách này là một bác sĩ gốc Á bị lôi xuống máy bay của hãng United Airlines. Theo tờ địa phương Louisville Courier Journal, thì hành khách xui xẻo này là ông David Dow, là người gốc Việt và là một bác sĩ 69 tuổi. Danh tính ông David Dow được tiết lộ sau khi ông giám đốc điều hành của United Airlines lên tiếng ủng hộ hành động của phi hành đoàn và cho rằng chị hành khách gốc Á gây rối. Một trong những người đăng đoạn clip cho biết, United Airlines đã nhận đặt chỗ nhiều hơn số ghế nên vào phút chót, hãng phải đề nghị 4 hành khách xuống bớt lấy chỗ cho phi hành đoàn dự bị, những người cần phải bay vào ngày hôm sau. Những người tình nguyện xuống máy bay được bồi thường $800. Tuy nhiên, người đăng clip cũng chia sẻ, do không ai tình nguyện đi xuống nên United Airlines quyết định chọn ông và vợ chồng một bác sĩ người châu Á. Vì bác sĩ đã phải đi làm vào ngày hôm sau nên ông từ chối đi xuống. Sự việc tiếp theo như hình ảnh trong video clip, vì bác sĩ bị túm lấy và kéo thô bạo khỏi máy bay trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Vụ việc khiến cho hãng hàng không Mỹ United Airlines vấp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng. Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bệnh nhân liệt tứ chi do ngộ độc trì. Cảnh báo tình trạng lừa đảo đưa lao động điều dưỡng đi Đức. Thưa quý vị và các bạn, trong tin nóng 11 giờ trưa qua, chúng tôi có thông tin về một con cá lạ nặng vài trăm ký được ngư dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đưa vào bờ vào ngày 10 tháng 4, thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người. Sau khi đưa cá lạ vào bờ thì những ngư dân cao tuổi của huyện Bình Sơn xác định loài cá này thường được gọi có tên gọi là cá bà bằng. Đây là loại cá rất hiếm gặp. Và theo tín ngưỡng thì vào sáng ngày 11 tháng 4, hàng trăm ngư dân của xã Bình Chánh đã đưa cá bà bằng về lăng giọng ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh để tổ chức lễ an táng. An táng và thờ những loài cá linh thiêng phù hộ ngư dân vượt qua sóng to gió lớn, tôm cá đầy khoang là tín ngưỡng dân gian độc đáo của người dân nhiều làng biển ở Việt Nam. Ngoài cá ong, tức là cá voi, thì theo tín ngưỡng của ngư dân Quảng Ngãi, cá bà bằng còn gọi là bà thần Nam Hải. Sở dĩ có tên gọi là cá bà bằng vì theo tương truyền, thời xa xưa, khi cha ông dông thuyền đang ra biển hành nghề, giữa đường đi gặp sóng to gió lớn, bằng lái bị gãy trôi giạt. Khi đó cá bà bằng tới lấy thân mình thay thế bằng lái, đẩy thuyền đang vào bờ. Kể từ thời khắc ấy, người dân lấy luôn tên gọi bộ phận của thuyền đặt luôn cho bà và tôn thờ như cá ông, tức là cá voi. Theo các bậc cao niên trong làng, người dân nào có phúc mới gặp được cá bà hiển linh phù trợ cho mùa biển bội thu. Cá bà bằng được ngư dân Bình Sơn phát hiện tại vùng biển Trường Sa khi đang hành nghề lưới bung. Khi thấy cá lụy vào tàu, ngư dân phải dùng tới trục cẩu để vớt, sau đó đưa vào bờ và tổ chức an táng. Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc liên tục trong 2 tháng để chữa bệnh đau khớp gối, một bệnh nhân nữ 30 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng là liệt tứ chi, tổn thương thần kinh do bị ngộ độc trì. Bác sĩ ở Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết, bệnh nhân bị tổn thương dây thần kinh nặng, dẫn đến teo cơ và không thể chăm sóc tự bản thân được. Run rẩy, không có khả năng đi lại, thần kinh bị tổn thương nặng. Đó là những di chứng mà người phụ nữ này phải gánh chịu.
xét nghiệm nồng độ chì trong máu của bệnh nhân là 189mg/dL. Hàm lượng chì trong mẫu thuốc nam đều cao gấp nhiều lần mức cho phép. Bệnh nhân nhập viện từ cuối tháng 3 đến nay đã đứng lên được, tuy nhiên vẫn còn phải điều trị thải độc chì kéo dài. Các bác sĩ cho biết chì là một chất cực độc và rất khó thải loại khi cơ thể bị nhiễm. Bệnh nhân bị ngộ độc chì thường có các biểu hiện như là đau bụng, thiếu máu, suy nhược cơ bắp dẫn đến suy thận, suy gan cấp. Thuốc nam bán trong ở các chợ, thuốc cam là những sản phẩm có nguy cơ gây ngộ độc chì và thời gian qua đã có hàng trăm bệnh nhân, chủ yếu là trẻ em ngộ độc chì có trong thuốc nam. Người dân cần đặc biệt lưu ý và cẩn trọng khi uống các loại thuốc đông y không rõ nguồn gốc vì nó có thể gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe và tính mạng về sau. Sau khi phát hiện hàng loạt các cơ sở giết mổ biến thịt heo chết thành đặc sản nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như là sức khỏe của người tiêu dùng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nghiêm cấm việc buôn bán, giết mổ động vật chết mắc bệnh để làm thực phẩm, tổ chức tuyên truyền đến các cơ sở giết mổ, hộ chăn nuôi và ngoài ra phải bố trí địa điểm xử lý tiêu hủy động vật chết và mắc bệnh. Đặc biệt cần chấn chỉnh công tác kiểm tra vận chuyển tại các trạm kiểm dịch động vật đầu mối, giao thông, điểm thu gom tại các tỉnh để phát hiện gia súc bị bệnh hoặc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi phát hiện thì cần xử lý nghiêm vi phạm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương đơn vị để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật lĩnh vực thú y, an toàn thực phẩm trên địa bàn. Thưa quý vị, những chuyến xe nhồi nhét khách như ủ mắm hay là những tuyến đường thất thủ trước lượng xe cộ khổng lồ như thế này đã và đang là nỗi ám ảnh của người dân mỗi dịp Tết hay là lễ lộc. Không chỉ khiến mọi người bực bội, chậm trễ thời gian, đây còn là nguyên nhân khiến cho nguy cơ tai nạn giao thông cứ treo trên đầu, chực chờ ập xuống bất cứ ai trên những tuyến đường. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình vừa có công điện gửi các bộ ngành và địa phương trên cả nước yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ. Công điện nhấn mạnh, giao các nhiệm vụ công tác chính trước hết là tăng cường kiểm tra, kiểm soát các loại hình vận tải hành khách để đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải. Với những trường hợp cố tình nhồi nhét khách, thu tăng giá vé trái quy định phải bị xử lý nghiêm. Các đơn vị còn phải rà soát, bổ sung hệ thống biển đỏ, biển báo, đèn tín hiệu giao thông nhằm đảm bảo công tác điều tiết giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cả nước. Kiểm soát chặt chẽ các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông như nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm. Rốt ráo kiểm tra xử phạt để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Phó Thủ tướng giao các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện công cộng để giảm ùn tắc giao thông, giảm áp lực trên các tuyến đường. Thưa quý vị và các bạn, 10 năm liền đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ mỗi năm, từng chinh phục được 152 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, chiếm hơn 90% thị phần cá tra xuất khẩu của toàn cầu. Cá tra được xem là thế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long. Thế nhưng con cá tra vẫn mãi bấp bênh và chưa tìm lại được vị thế vốn có khi cả người nuôi lẫn doanh nghiệp luôn gặp phải những thăng trầm của nghề này. Hậu Giang tuy không phải là thủ phủ của cá da trơn, nhưng những năm qua, loại cá này lại mang về hơn 50% giá trị thủy sản. Tuy nhiên, trước sự bấp bênh của thị trường, nông dân Hậu Giang có tiếp tục bám trụ với nghề hay là treo ao? Giải pháp nào để vực dậy mặt hàng thủy sản vốn có nhiều tiềm năng này? Biên tập viên Kim Anh sẽ trình bày rõ hơn về vấn đề này. Xin mời chị. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hình ảnh những chiếc ao như thế này luôn có lực hấp dẫn đối với những nông dân nuôi cá tra. Có thời thì nó đã từng đem về hàng tỷ đồng và là sinh kế ổn định cho hàng ngàn người dân trên địa bàn tỉnh. Nhưng hiện nay, chúng lại bị bỏ trống trong sự bất lực của người nuôi vì không có vốn để tái sản xuất. Số liệu thống kê cho thấy vào năm 2013, thì toàn tỉnh Hậu Giang có hơn 200 hectare nuôi cá tra. Thì tính đến tháng 3 năm nay, con số này chỉ hơn 32 hectare. Khoảng 15 hectare buộc phải lấp ao và chuyển đổi sản xuất. Còn lại gần 135 hectare phải rơi vào cảnh treo ao. Trước khó khăn này thì vào ngày 30 tháng 3 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã tổ chức buổi tọa đàm chuyển đổi mô hình thủy sản theo hướng bền vững. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại buổi tọa đàm này để xem người nuôi cá tra Hậu Giang suy nghĩ như thế nào và đang cần gì trong lúc này. Là bây giờ cái liên kết
bốn nhà. Bây giờ chúng ta nên thắt chặt lại, đi vào cụ thể của nó hơn nè. Chứ vừa qua mình lỏng lẻo quá, mà từ chỗ lỏng lẻo này nè nó có nhiều cái kẽ hở nè, cho nên người nuôi nó thiệt hại. Thì bây giờ chúng ta phải phân chia lợi nhuận nè, phân chia lợi nhuận trong cái chuỗi sản xuất. Vừa qua thì các anh có nói ha, nhưng mà có một cái ý mà tôi muốn góp ý với các anh là bây giờ phân chia lợi nhuận cho các anh chị quản lý, có nghĩa là các cái nhà khoa học quản lý chuyên về cái ngành thủy sản, để các anh gắn kết với người nuôi, gắn kết với doanh nghiệp. Anh có quyền lợi thì anh phải có trách nhiệm, mà anh có trách nhiệm là mới thúc đẩy doanh nghiệp với người nuôi. Mình cũng không có nói nhiều nói ít, nhưng mà mục đích vấn đề là lũ cá hiện nay phải bán cho ai. Cho nên cái câu hỏi là mấy năm nay đó là chúng ta chưa đặt ra vấn đề này. Nói tóm lại là nhà nước phải làm chủ công. Tôi cũng đề nghị các cái doanh nghiệp mà của tỉnh mình, thì bây giờ là bây giờ một cái nhà máy này mày tiêu thụ cho một bao nhiêu như hả nào ấp nào hết vậy đó, thì chính sách liên kết người ta làm dùng nguyên liệu cho anh sản xuất. Chứ mà tôi nói bây giờ cái chuyện này nè, nguyên tắc đấy ông bà mà đã nói rồi, mình đã hiểu, mình nói nông dân nó từ nông dân rồi. Mình đạp gai mà không lấy gai lấy gì vậy? Dân đạp gai thì phải lấy gai mà lễ. Nông dân nuôi cá tra ở Hậu Giang không chỉ thể hiện tâm huyết ngã từ con cá tra thì phải đứng lên cho bằng được từ con cá tra, mà còn cho thấy tư duy rất đổi mới, phù hợp với xu thế phát triển khi đề xuất là phân chia lợi nhuận cho nhà khoa học quản lý chuyên về thủy sản để xây dựng mối liên kết bền chặt hơn. Dân, tôi vô cùng đồng ý với chị Kim Anh, nhưng tất cả những suy nghĩ đó đều xuất phát từ câu hỏi dai dẳng vẫn chưa có lời đáp đối với hàng triệu nông dân trong cả nước là nuôi cá thì bán cho ai? Rõ ràng là Hậu Giang hiện nay có không ít doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra, nhưng mà tại sao giữa doanh nghiệp và người nông dân vẫn không tìm thấy nhau? Thì nếu doanh nghiệp có dùng nguyên liệu tại Hậu Giang thì tôi nghĩ chắc chắn là chi phí sẽ giảm đi rất nhiều, đúng không thưa chị Kim Anh? Dân, nói đi thì cũng phải nói lại, doanh nghiệp nào cũng muốn là xây dựng một vùng nguyên liệu tại chỗ để hạn chế những chi phí phát sinh và chi phí vận chuyển. Tuy nhiên thì thực tế để đưa sản phẩm cá tra vào thị trường thế giới, đặc biệt là những thị trường lớn như là Mỹ và EU, thì cần phải vượt qua rào cản kỹ thuật hết sức khắt khe. Do vậy mà doanh nghiệp phải tự xây dựng những vùng nuôi theo quy trình khép kín, rồi nguồn con giống chất lượng cho riêng mình. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta buông xuôi đối với mặt hàng này, bởi Hậu Giang đang có những nông dân dày dặn kinh nghiệm và rất tâm huyết với nghề, và có cả những doanh nghiệp nghĩa tình với mảnh đất này. Và để tạo sự gắn kết hai mảng mắt xích này lại với nhau, thì mới đây tỉnh đã tổ chức một cuộc họp để vực dậy con cá tra do Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo các ngân hàng, các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp đã phần nào giúp cho người nuôi cá an tâm hơn khi chuỗi sản xuất ngành hàng cá tra của tỉnh đã hình thành với mảnh ghép cuối cùng là Công ty Cổ phần Thủy sản Biển Đông. Còn có hai doanh nghiệp được tồn tại. Đó là năng lực chế biến của Công ty Cổ phần Thủy sản Biển Đông khoảng 150.000 tấn một năm, nhưng hiện doanh nghiệp chỉ chủ động được dùng nguyên liệu khoảng 60 đến 70.000 tấn, còn lại khoảng 50% đều phải tự tìm mua tại các địa phương khác trong vùng. Trước thực trạng này, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Biển Đông đã bày tỏ mong muốn và cam kết sẽ hỗ trợ gần 135 hecta đang bị treo ao trên địa bàn tỉnh sản xuất trở lại, hướng đến xây dựng dùng nguyên liệu bền vững cho công ty theo các tiêu chuẩn xuất khẩu. Vậy thì xin rằng chính quyền địa phương chỉ coi xác định bà con này có muốn trở lại đầu tư nuôi thì có thể 50% đó của bà con tái tục sản xuất này ngân hàng cho tín chấp, và 50% còn lại doanh nghiệp Biển Đông sẽ bỏ ra cùng bà con để bà con tái sản xuất. Khi bà con mua được thức ăn tận nhà máy, mua thuốc cho cá thủy sản đó tận nhà cung cấp lớn thì giá thành nuôi sẽ 19.000 đồng, không cao hơn. Và với con giống chất lượng mới của viện 2 vừa ra đời nó kháng bệnh, ta nuôi mau lớn. Không dừng lại ở những cam kết suông, Công ty Cổ phần Thủy sản Biển Đông cũng mạnh dạn đưa ra hai hướng giải pháp. Đối với những diện tích có vị trí, đường nước, đường vận chuyển không thích hợp nuôi cá thịt thì sẽ tổ chức quy hoạch theo hướng sản xuất cá giống dưới sự hỗ trợ trực tiếp từ phía công ty và sự quản lý của chính quyền địa phương. Nếu như là mô hình 1 là bà con nông dân cứ chọn thức ăn nào bà con thích, nhưng Biển Đông sẽ giải ngân, Biển Đông sẽ hỗ trợ vốn cho bà con 10%. Khi bà con mua 1 tỷ đồng thức ăn
thì Biển Đông sẽ tạm ứng 100 triệu cho bà con. Để chi? Chúng tôi bao tiêu sản phẩm của bà con thì chúng tôi cùng hùng vốn để nuôi cái vụ này. Và trên cái hợp đồng ràng buộc là coi như Biển Đông góp vốn cùng bà con 10% để bà con tái tục sản xuất. Mô hình thứ hai là chúng tôi nếu sử dụng thức ăn của công ty Biển Đông thì Biển Đông sẽ hỗ trợ 30% vốn. Tuy nhiên là khỏi tính lãi gì hết, mà bà con sức 70% vốn, Biển Đông sẽ cho bà con nợ 30% tới khi nào thu hoạch. Thì khi mà 30-70 này thì Biển Đông sẽ bao giá cho bà con là 22.000 một ký cá. Với những cam kết của ông Ngô Quang Trường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Biển Đông, thì nông dân bị treo ao đã có cơ hội tái sản xuất với nhiều hy vọng đổi mới hơn. Và nhưng có một vấn đề mà tôi cứ mãi băn khoăn như thế này chị Kim Anh à, đó chính là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta thì có rất nhiều chuỗi liên kết đã bị gãy gánh giữa đường do một trong các đối tượng đã tự ý bẻ kèo, không thực hiện đúng như là cam kết. Vậy thì đối với tỉnh Hậu Giang của chúng ta phải làm gì để tránh đi vào vết xe đổ của các tỉnh khác? Vâng, bài học mà Hậu Giang có được từ sự đổ dở này đó chính là trách nhiệm của nhà nước. Hay nói đúng hơn, đó là chuỗi liên kết mà Hậu Giang xây dựng vẫn dựa trên nguyên tắc hợp tác tay ba với sự tham gia của doanh nghiệp, người nuôi và ngân hàng. Nhưng chuỗi liên kết này được kết dính bằng vai trò cầm cân nảy mực của các cấp chính quyền địa phương. Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang đã nhấn mạnh phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương mình. Tính toán cái chuỗi giá trị trong quá trình sản xuất thì tôi đề nghị phải chỉ đạo cái này một cách chặt chẽ, để rồi giữa cái ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp với người chăn nuôi, rồi sản phẩm làm ra cũng từ cái cơ sở hợp tác xã này nè. Chính quyền các địa phương, các đồng chí phải có trách nhiệm cam kết, thỏa thuận, ký kết giao kèo với các cái doanh nghiệp người ta. Nếu đơn vị nào bội tín thì chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ở đó phải chịu trách nhiệm, phải có trách nhiệm. Mà cái đó chủ tịch huyện phải chịu trách nhiệm, chủ tịch huyện, chủ tịch xã, chủ tịch phường phải chịu trách nhiệm. Và trong cái ký kết hợp đồng bao tiêu đó có mấy ông này ký vô. Thưa quý vị, chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương có diện tích nuôi cá, cho thấy là sự quyết tâm của tỉnh trong việc tìm một hướng đi bền vững cho loài thủy sản, được xem là báu vật của đồng bằng sông Cửu Long. Xét về hình thức thì mô hình liên kết của Hậu Giang không mới, nhưng cái được nhất đó là sự thay đổi nhận thức trong tư duy điều hành kinh tế. Không đề cập đến yếu tố thị trường, thì tình trạng của con cá tra ngày hôm nay còn xuất phát từ hệ quả buông lỏng trong quy hoạch, định hướng của ngành quản lý. Vì vậy, việc gắn trách nhiệm của lãnh đạo địa phương vào chuỗi giá trị liên kết cá tra là một chất kết dính cần thiết để bảo vệ người nông dân, cũng như là thể hiện được sự quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong lúc này. Và vấn đề tôi muốn thông tin cùng quý vị hôm nay cũng đã hết. Xin mời chị Ngọc Mai và anh Tuấn Anh tiếp tục chương trình ạ. Cảm ơn chị Kim Anh. Thưa quý vị, và ngay sau đây là những thông tin nóng chúng tôi vừa nhận được. Ô tô giá rẻ từ Ấn Độ về Việt Nam nhiều gấp 4 cùng kỳ. Việt Nam mua bản quyền phát sóng phim hoạt hình Thủy thủ mặt trăng. Thông tin đáng chú ý về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường thu nhận hồ sơ đăng ký thi Trung học Phổ thông Quốc gia và nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 4. Đến thời điểm này, đa số học sinh đã nộp hồ sơ để các trường bắt đầu tiến hành nhập dữ liệu lên hệ thống phần mềm tuyển sinh chung của Bộ. Mặc dù đã được hướng dẫn rất kỹ, nhưng trên thực tế thí sinh vẫn có nhiều sai sót. Sai sót ở việc đăng ký đúng môn thi mã ngành là tình trạng sai sót khá phổ biến khi học sinh làm hồ sơ đăng ký. Bởi do không giới hạn nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng, nên hầu hết các học sinh đều đăng ký trung bình từ 5 tới 7 ngành. Vì vậy, không chỉ phải tìm môn thi tương ứng với tổ hợp ngành, mà các em còn phải cẩn trọng trong việc tìm và điền đúng số quy ước của mã ngành, mã trường đó. Tuy số lượng hồ sơ không nhiều, nhưng thông tin trong cả hai phiếu đăng ký rất nhiều mục chi tiết, đòi hỏi cán bộ làm hồ sơ phải kiểm tra kỹ càng để giúp học sinh có chỉnh sửa kịp thời.
Theo quy định, hết ngày 20 tháng 4, thí sinh không có quyền điều chỉnh hồ sơ đăng ký dự thi nữa. Vì vậy, đại diện nhiều trường đại học khuyến cáo các em nên cân nhắc, tìm hiểu thật kỹ thông tin về môn thi, tổ hợp thi, mã trường, mã ngành để có lựa chọn đúng và phù hợp với khả năng của mình. Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp từ đầu năm đến nay, trên tuyến đường biển thủy nội địa đã xảy ra một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đối với tàu biển nội địa, làm thiệt hại nặng nề về sinh mạng con người và tài sản. Mới đây nhất là vụ chìm tàu Hải Thành vào ngày 28 tháng 3 năm 2017 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, làm 9 người chết. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do ý thức chấp hành luật giao thông của nhiều tàu thuyền hiện nay còn nhiều bất cập. Nhiều ý kiến cho rằng trên 80% số vụ tai nạn hàng hải có nguyên nhân từ yếu tố con người, trình độ chuyên môn của sĩ quan, thuyền viên và người điều khiển phương tiện còn hạn chế, ý thức trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao. Trước thực trạng này, thời gian tới, Cục Hàng hải, Cục Đăng kiểm và Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam sẽ siết chặt công tác đào tạo thuyền viên, đồng thời kiên quyết không cấp phép rời cảng cho những phương tiện không đảm bảo đủ điều kiện an toàn an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường biển. Theo Tổng cục Hải quan, 3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu gần 4.800 chiếc xe từ Ấn Độ với mức giá là trung bình khoảng 3.800 đô la Mỹ một chiếc, và tức là sắp xỉ 87 triệu đồng mỗi chiếc. Thưa quý vị, đây có thể nói là mức giá rất phải chăng so với thu nhập của người dân Việt Nam. Vì vậy mà nhiều người dân đã nhân dịp này thực hiện ước mơ tậu một chiếc ô tô phục vụ công việc và sinh hoạt gia đình. Lượng nhập khẩu xe từ thị trường này ngày càng tăng, nhưng giá bình quân lại ngày càng rẻ. Quý 1 năm ngoái, xe Ấn Độ về Việt Nam có giá trung bình gần 11.000 đô la Mỹ mỗi chiếc, tương đương khoảng 240 triệu đồng, trong khi hiện nay chưa tới 90 triệu đồng. Số liệu của cơ quan quản lý cho thấy, riêng trong tháng 3, có tới gần 3.100 ô tô Ấn Độ được đưa về, gấp cả 3 lần cả quý 1 năm ngoái. Thưa quý vị và các bạn, trong ký ức của những người sinh ra vào những năm 1980 hay hiện nay thường gọi là thế hệ 8X, thì hình ảnh những thiên thần học trò trong bộ truyện tranh và phim hoạt hình Thủy Thủ Mặt Trăng đến nay chắc chắn còn sâu đậm. Xuất bản lần đầu vào năm 1992, bộ truyện này ngay lập tức đã tạo thành cơn sốt với thiếu nhi trong và ngoài đất nước Nhật Bản. Ngay sau đó thì hàng loạt phiên bản chuyển thể như là phim hoạt hình, nhạc kịch cũng đều thành công vượt ngoài mong đợi. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt bộ truyện tranh, nhà đài đã mua bản quyền của bộ phim hoạt hình Thủy Thủ Mặt Trăng Pha Lê, phiên bản hoạt hình đặc biệt phát sóng độc quyền ở Việt Nam. Được biết, Việt Nam cũng là nước thứ 5 trên thế giới có bản quyền bộ phim này. Thủy Thủ Mặt Trăng Pha Lê kể về cô bé Usagi Tsukino hậu đậu, vụng về. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh với mèo Lina, Usagi được chọn trở thành thủy thủ mặt trăng, chiến binh chính nghĩa tiêu diệt cái ác. Qua các cuộc chiến, cô gặp gỡ và kết bạn với các chiến binh khác là thủy thủ, sao thủy, sao quả, sao mộc, sao kim và Tuxedo mặt nạ. Qua truyện, tác giả muốn truyền tải thông điệp nữ quyền vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng như ánh trăng, nhưng vẫn ngoan cường, không dễ dục tắc trước khó khăn hay thất bại. Trước Thủy Thủ Mặt Trăng, Việt Nam cũng từng mua bản quyền của các phim hoạt hình nổi tiếng như Doraemon, Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai hay là Naruto. Nhiều việc làm dành cho lao động có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên với nhiều lương và đãi ngộ hấp dẫn. Hệ thống bán lẻ điện thoại di động Phương Tùng triển khai chương trình giảm giá đồng loạt các dòng điện thoại di động từ 10 đến 40%. Các hãng lữ hành bắt đầu rục rịch tăng tour, tăng chuyến phục vụ du khách dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Quý vị nào đang quan tâm đến chuyện việc làm thì những thông tin sau đây chắc chắn là những thông tin hữu ích. Thưa quý vị, nhân viên kinh doanh là người đem khách hàng về cho doanh nghiệp. Do đó, một đội ngũ nhân viên kinh doanh hùng hậu, lành nghề sẽ giúp cho công ty tiếp cận và chăm sóc được nhiều khách hàng, có cơ hội đem về nguồn doanh thu lớn cho công ty. Do đó, nhiều công ty doanh nghiệp hiện cần nhiều nhân viên kinh doanh thuộc các lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Và ở thành phố Cần Thơ, công ty trách nhiệm hữu hạn giống thủy sản Hưng Phú cũng đang cần 10 nhân sự cho vị trí này với những yêu cầu như sau. Người lao động tuổi đời từ 22 tới 40, đam mê lĩnh vực bán hàng, hiểu biết về thị trường tôm giống,
có thể ứng tuyển làm nhân viên kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn giống thủy sản Hưng Phú. Mức lương cơ bản cho vị trí này từ 4 đến 5 triệu đồng một tháng, chưa bao gồm hoa hồng. Ứng viên yêu thích công việc này nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty trách nhiệm hữu hạn giống thủy sản Hưng Phú, địa chỉ tòa nhà 129, khu dân cư 515, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại 0710 3738 748. Nếu người lao động có đam mê với công việc bán hàng nhưng mà ngại chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực tôm giống thì vẫn còn một cơ hội khác đang chờ. Công ty cổ phần thương mại dịch vụ EC Group là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tiện ích như cho thuê nhân sự, tổ chức sự kiện, dịch vụ lữ hành, bảo trì sửa chữa các thiết bị điện. Và hiện nay công ty này cũng đang cần tuyển nhiều vị trí với mức lương cơ bản khá phù hợp. Công ty đang tuyển số lượng lớn nhân viên kinh doanh. Yêu cầu đối với vị trí này là người lao động tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, linh hoạt trong giao tiếp. Ứng viên tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở các ngành kỹ thuật, cơ khí, điện, điện tử, tính tình thân thiện thì hãy nộp hồ sơ vào vị trí kỹ thuật viên cơ điện lạnh. Riêng những ứng viên có kỹ năng bán hàng, có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc thì vị trí cộng tác viên bán hàng là cơ hội để các bạn phát huy khả năng của mình. Mức lương cơ bản cho tất cả các vị trí này từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu đồng một tháng, làm giờ hành chính. Ngoài cái chế độ lương, tất cả chế độ bảo hiểm theo chế độ của nhà nước ra thì bên anh còn tặng thưởng thương bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên nữa, để cho đảm bảo họ cuộc sống họ về sau lâu dài với công ty luôn. Ứng viên có nhu cầu nộp hồ sơ về địa chỉ số 331 đường Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ hoặc nộp qua email duongthithanhphuong187@gmail.com. Còn nhiều việc làm đang chờ người lao động. Chính vì vậy, ứng viên đừng lo lắng sẽ không tìm được việc, mà thay vào đó hãy mạnh dạn thử sức mình ở những lĩnh vực phù hợp và thường xuyên tìm kiếm, tham khảo những thông tin về lao động và việc làm. Xin nhắc lại, trong tin tức Đông Tây 24 giờ hàng ngày, chuyên mục Đường đến việc làm sẽ phát sóng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Còn bây giờ là những thông tin thị trường. Thưa quý vị, và các bạn, tháng 4 thì vẫn còn nắng nóng, cho nên không ít gia đình đang muốn tăng cường thêm cái máy lạnh để mát nhà mát cửa. Nắm bắt được nhu cầu này, từ nay cho đến ngày 30 tháng 6 thì Điện Máy Xanh sẽ diễn ra chương trình khuyến mãi 4 ưu đãi lớn dành cho khách hàng khi mua máy điều hòa. Thưa quý vị, theo tìm hiểu của chương trình thì khi mua máy lạnh, khách hàng chỉ cần trả trước từ 30 đến 70%, phần còn lại sẽ được chia đều thanh toán cho 6 tháng tiếp theo. Và thủ tục thực hiện đơn giản qua website hoặc là trực tiếp tại hệ thống của Điện Máy Xanh. Ngoài ra thì khách hàng còn được tham gia lễ hội gia dụng giá tốt giảm đến 40%, mua càng nhiều giá càng giảm và càng cao. Cùng chương trình một đổi một trong một năm nếu bị lỗi, giúp cho khách hàng tăng thêm quyền lợi và tiện ích. Thưa quý vị và các bạn, để thu hút khách hàng thì hệ thống bán lẻ điện thoại di động Phương Tùng, thành phố Cần Thơ cũng đang triển khai chương trình giảm giá đồng loạt các dòng điện thoại di động từ 10 đến 40%. Muốn sắm một chú dế sinh, đây là cơ hội để quý vị tham khảo. Cụ thể, Samsung Galaxy S7 giảm 10%, còn 13.941.000 đồng, tặng kèm vali cao cấp hoặc bộ chén dĩa gốm sứ. Các dòng điện thoại Lenovo giảm 10-30%. Dòng điện thoại mới 2 camera kép Oppo F3 Plus giảm trực tiếp 700.000 đồng hoặc phiếu mua hàng trị giá tương đương. Bên cạnh đó, một số dòng máy tính xách tay của Lenovo, Samsung cũng giảm từ 10-20%. Dịp này, cửa hàng cũng giảm 50% giá phụ kiện gồm ốp lưng, bao da cho khách hàng khi mua sản phẩm tại Phương Tùng. Những sản phẩm thuộc chương trình bao gồm mới 100% đã kích hoạt trước và máy cũ đã qua sử dụng sẽ được đổi trả trong vòng 5 ngày nếu gặp lỗi kỹ thuật. Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay được nghỉ 4 ngày, dự đoán nhu cầu đi chơi và nghỉ dưỡng của người dân tăng cao. Và cũng như mỗi năm, giá tàu xe, giá máy bay dịp này cũng tăng đáng kể. Theo khảo sát, vé máy bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi Phú Quốc trong ngày 28 tháng 4 có giá 3.450.000 đồng một lượt. Ngày 29 tháng 4 đã hết chỗ, chỉ còn một chuyến duy nhất vào lúc 20:40. Chiều về Phú Quốc, Hà Nội ngày 2 tháng 5 có mức giá 3.450.000 đồng một vé. Sau lễ ngày 3 tháng 5 chỉ còn 1.950.000 đồng. Trong khi đó, Vietjet Airlines đi Hà Nội Phú Quốc ngày 28 đến ngày 29 tháng 4 có mức giá 4.050.000 đồng một vé.
bay về vào ngày 2 tháng 5 cũng với mức giá tương đương. Vietnam Airlines cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, hãng đã tăng thêm 175 chuyến bay một chiều trên 8 đường bay nội địa. Cũng theo đánh giá của các đơn vị lữ hành, dịp lễ năm nay rơi vào dịp cuối tuần là điều kiện thuận lợi để các gia đình đi du lịch, mở màn cho mùa hè sắp tới. Do vậy, hầu hết các đơn vị lữ hành đều đầu tư lớn cho chương trình khuyến mãi, ưu đãi để hấp dẫn du khách. Ghi nhận tại thành phố Cần Thơ, hiện có gần 30 công ty du lịch lữ hành đang hoạt động trên địa bàn. Khoảng một tuần trở lại đây, các công ty đã bắt đầu tăng tour, tăng tuyến và áp dụng nhiều ưu đãi trong dịp lễ trọng đại này. Công ty du lịch Viettravel, một trong những công ty lữ hành uy tín trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đến thời điểm này đã nhận khoảng 300 khách và 11 đoàn đăng ký tour trong các ngày từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, tăng khoảng 20% so với ngày thường. Các tour du lịch từ 3 đến 5 ngày tiếp tục hút du khách với các điểm đến được yêu thích như Đà Lạt, Phú Quốc. Đặc biệt, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5 năm 2017 được nhiều du khách quan tâm với mức giá chênh lệch theo ngày từ 5.490.000 đồng đến 7.190.000 đồng một hành khách. Còn đối với tour trong nước thì hiện nay cái tuyến miền Trung đi cái hành trình Đà Nẵng, Bà Nà, Huế, Quảng Bình thì là một cái hành trình tour mà đông đảo du khách yêu thích và cái lượng khách đăng ký cho cái tuyến này là cũng là đang dẫn đầu ở cái tuyến trong nước. Cùng với sự sôi động của thị trường trong nước, thị trường du lịch nước ngoài cũng chứng kiến ưu thế sôi nổi của các dòng tour ngắn ngày đến các thị trường như Campuchia, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản thông qua chính sách giảm giá mạnh của Viettravel từ 1 đến 2 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, ngay từ đầu tháng 2, công ty Kasuko Tour đã tung ra những tour tuyến có mức giá tốt, thời gian và chương trình linh hoạt khác nhau nhằm phù hợp với nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng như đón khách miễn phí tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đối với khách lẻ, ưu đãi giảm 5% giá tour đối với nhóm từ 10 khách trở lên. Hiện nay thì danh sách nhận được là khoảng từ 70% so với cái mức dự định ban đầu, khoảng 70% khách đăng ký tour. Thì nếu mà từ đây đến ngày lễ thì chắc những cái tour đó thì đủ khoảng 100% khách khởi hành. Với những ưu đãi trên, không chỉ mang đến cho du khách kỳ nghỉ thoải mái với các dịch vụ du lịch giá tốt, mà còn tiết kiệm được một khoản chi phí hợp lý, thuận tiện cho những ai còn đang cân nhắc đắn đo để lựa chọn một hành trình dịp nghỉ lễ này. Quý vị và các bạn đang xem tin tức Đông Tây 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Bây giờ, xin mời anh Minh Thiện với những tin tức thế giới vừa tổng hợp. Kính chào quý vị, mời quý vị cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong phần tin thế giới chuyển động sáng nay. Thổ Nhĩ Kỳ xác định nguyên nhân vụ nổ tại trụ sở cảnh sát. Tờ báo có dọn dẹn 10 nhân sự đạt giải thưởng danh giá trong lĩnh vực báo chí Mỹ. Người Đức thử nghiệm taxi bay tránh ùn tắc giao thông. Hàn Trung đều thiệt hại kinh tế do kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ. Thưa quý vị, tối 10 tháng 4, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một trại tị nạn nằm ở ngoại ô thành phố Dunkirk thuộc miền Bắc nước Pháp. Đây là khu lán trại với vật liệu xây dựng chủ yếu bằng gỗ, được xây dựng lên làm nơi tá túc cho hơn 1.500 người tị nạn từ nhiều nơi trên thế giới đổ về Pháp. Lực lượng cứu hỏa cho biết đã có ít nhất 10 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại trại tị nạn Grand Santé, nơi có khoảng 1.500 người tị nạn sinh sống tính đến cuối tháng 3 vừa qua. Theo các nhân chứng, ngọn lửa bùng phát sau khi xảy ra cãi vã giữa hai nhóm nhập cư người Afghanistan và người Quốc. Hiện toàn bộ khu lán trại đã bị thiêu rụi. Cũng trong đêm 10 tháng 4, đã xảy ra một vụ nổ lớn tại trung tâm thủ đô Kiev, Ukraine, phá hủy mặt tiền và một ngân hàng và nhà hàng cũng như nhiều xe ô tô đậu trên phố. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Thông báo của cảnh sát Ukraine cho biết, những kẻ lạ mặt đã ném thiết bị gây nổ vào một trung tâm văn phòng
tại phố Vladimir ở Kiev, làm hư hỏng cửa sổ và mặt tiền của hai tòa nhà. Hiện cảnh sát đang tiến hành nghiên cứu các đoạn băng ghi hình an ninh để tìm kiếm thủ phạm. Trong khi đó, ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho hay vụ nổ tại trụ sở cảnh sát ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra cùng ngày chỉ là một vụ tai nạn. Bộ trưởng này xác nhận không có sự tác động bên ngoài trong vụ việc này và nguyên nhân là do sự cố trong quá trình sửa chữa phương tiện tăng thiết giáp tại trụ sở cảnh sát trên. Tai nạn đã làm một người bị thương nặng và những người khác bị mắc kẹt dưới đống gạch vụn. Thưa quý vị, rạng sáng qua theo giờ Việt Nam, lễ trao giải thưởng Pulitzer 2017 đã diễn ra tại trường Đại học Columbia, thành phố New York của Mỹ. Đây là giải thưởng danh giá bậc nhất nước Mỹ về báo chí, văn học và nghệ thuật. Bất ngờ nhất của lễ trao giải năm nay là bên cạnh các chiến thắng của các tờ báo lớn như là New York Times, Washington Post, thì Stormlight Times, một tờ báo chỉ có dọn dẹn 10 nhân sự cũng được vinh danh. Stormlight Times là tờ báo phát hành định kỳ 2 tuần một lần và có số lượng phát hành khoảng 3.000 bản. Đây là một tờ báo gia đình với khoảng 10 nhân viên. Tờ Stormlight Times giành chiến thắng trong các bài xã luận về việc quyền lực ảnh hưởng đến lợi ích nông nghiệp của nhà nước, phanh phui vụ việc các công ty lớn đã chi tiền khiến chính phủ bao che cho một vụ kiện môi trường lớn. Năm nay, giải danh giá nhất ở hạng mục báo chí dành cho các bài báo viết về dịch vụ công của Mỹ đã thuộc về hai tờ báo điện tử là New York Daily News và Politica. Hai tờ báo này đã có loạt bài hợp tác điều tra, phơi bày những vụ việc lạm dụng chức quyền của Sở Cảnh sát New York. Bên cạnh đó, các bài báo điều tra và phản ánh vấn đề xoay quanh cuộc bầu cử tại Mỹ cũng đã thắng thế. Nhật Bản xây dựng mạng lưới chia sẻ hồ sơ y tế toàn quốc. Công ty khởi nghiệp Ecolo của Đức thử nghiệm dịch vụ taxi bay. Chính sách mềm dẻo của Trung Quốc và Hàn Quốc sau tác động của hệ thống phòng thủ tên lửa. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê mới nhất được Bộ Nội vụ Liên bang Đức công bố, số lượng đơn xin tị nạn vào Đức đã giảm mạnh trong quý 1 năm 2017, cho thấy thỏa thuận ngăn chặn người di cư bất hợp pháp giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đang được thực thi khá tốt. Theo Bộ Nội vụ Đức, trong 3 tháng đầu năm 2017, chỉ có 47.300 người tị nạn được vào nước Đức, chủ yếu từ Syria, Iraq và Afghanistan, giảm gần 70% so với cùng kỳ năm 2016. Văn phòng di cư và người tị nạn Đức cũng cho biết, từ tháng 1 đến tháng 3 đã nhận được hơn 220.000 đơn tị nạn và khoảng một nửa số người nộp đơn được phép ở lại Đức một thời gian, nhưng chỉ 1/5 được cấp quy chế tị nạn đầy đủ. Bộ Y tế Nhật Bản đang lên kế hoạch xây dựng một mạng lưới chia sẻ hồ sơ y tế toàn quốc. Theo đó, đến năm 2020, tất cả các bệnh viện, phòng khám lớn nhỏ sẽ dễ dàng kết nối và chia sẻ thông tin của tất cả các bệnh nhân. Theo kế hoạch, các cơ sở y tế sẽ quản lý các hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cùng với căn cước của họ và có thể truy cập hồ sơ của bất kỳ bệnh nhân nào trên mạng bằng cách sử dụng hệ thống thẻ căn cước hoặc thẻ bảo hiểm y tế đã được số hóa. Với cơ chế hiện nay, rất khó cho các cơ sở y tế chia sẻ thông tin về phác đồ điều trị, thuốc men và các thông tin khác của mỗi bệnh nhân. Khi bệnh nhân đến các bệnh viện lớn để khám, đôi khi họ phải thực hiện lại những thủ tục như là xét nghiệm để làm lại tại các cơ sở y tế khác. Bộ Y tế Nhật Bản tin rằng với hệ thống chia sẻ hồ sơ y tế này, tình trạng chồng chéo xét nghiệm sẽ được loại bỏ, từ đó giảm bớt chi phí y tế và thời gian cho bệnh nhân. Thưa quý vị, hồi tháng 3 vừa qua, Airbus cho ra mắt hệ thống taxi biến hình mang tên Pop-up, sử dụng động cơ điện có tầm hoạt động 100 km, vừa đi được trên mặt đất, vừa có thể bay, với kỳ vọng sẽ chấm dứt được nạn ùn tắc giao thông. Và mới đây, công ty khởi nghiệp Evolo của Đức cũng đang thử nghiệm một dự án dịch vụ taxi bay. Nếu thành công, dự án này sẽ là đối thủ nặng ký với các sản phẩm tương tự của Uber, Airbus hay Gero do Google tài trợ. Colocopter 2X vào năm 2018. Những tranh cãi ngoại giao giữa Trung Quốc và Hàn Quốc liên quan đến việc Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, THAAD,
đã lan sang lĩnh vực kinh tế thương mại, gây ảnh hưởng nặng nề về kinh tế cho cả hai nước. Không bên nào có lợi khi hàng hóa kém lưu thông, khách du lịch hủy tour và nhiều cửa hàng dừng bán. Một báo cáo của Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc nhận định nền kinh tế lớn thứ tư châu Á có thể sẽ thiệt hại khoảng 20 tỷ đô la Mỹ trong thương mại với Trung Quốc. Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc Lotte đã buộc phải đóng cửa khoảng 50 cửa hàng tại Trung Quốc. Các đơn vị kinh doanh lữ hành lớn của Trung Quốc được yêu cầu không mở bán các tour cho khách du lịch tới Hàn Quốc. Phía Trung Quốc cũng cấm tàu du lịch cập cảng Hàn Quốc. Đây được xem là đòn đánh mạnh vào ngành du lịch của Hàn Quốc, do khách Trung Quốc chiếm đến 47% trong tổng số khoảng 17 triệu khách du lịch quốc tế tới Hàn Quốc năm 2016. Nếu xu thế này tiếp diễn, khách du lịch Trung Quốc có thể giảm 70%, khiến Hàn Quốc thất thu từ 9 đến 9 tỷ rưỡi đô la Mỹ. Khách du lịch ở Myeongdong rất vắng, nếu có là những người đến từ Nhật Bản hoặc một số nước Đông Nam Á. Nếu bạn nhìn ra ngoài, sẽ thấy đường phố vắng tanh, nhiều cửa hàng ở đây đang bị ảnh hưởng. Chắc chắn, nếu cuộc chiến tiếp tục leo thang, cả Trung Quốc và Hàn Quốc đều chịu thiệt hại. Lịch sử cho thấy những căng thẳng kéo dài đều có thể hủy hoại nghiêm trọng quan hệ kinh tế, ngoại giao. 40% tài khoản thương mại của Hàn Quốc phụ thuộc vào Trung Quốc. Nếu Trung Quốc quyết định trả đũa thương mại, tác động của nó sẽ rất lớn. Nhận định rõ nguy cơ trên, chính phủ hai nước đang tăng cường các biện pháp để hóa giải những bất đồng. Tại Trung Quốc, giới chức nước này kiểm soát chặt các cuộc biểu tình chống Hàn Quốc, không để lây lan bùng phát mạnh. Trong khi đó, về phần mình, Hàn Quốc cũng có thiện chí giải quyết bất đồng với Trung Quốc qua đàm phán song phương. Chuyến khiếu nại lên WTO được xem là bước đi linh hoạt. Điều này tạo ra khoảng không gian để hai bên có thể thúc đẩy tham vấn trong thời gian tới. Mặc dù còn những bất đồng lớn liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, nhưng nỗ lực giải quyết khó khăn của hai quốc gia Trung Hàn đã cho thấy sự linh hoạt cần thiết trong chính sách điều hành kinh tế. Đến đây tôi xin được kết thúc phần tin thế giới chuyển động. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những nội dung đáng chú ý của phần tin thể thao. Trận đấu ở tứ kết UEFA Champions League diễn ra rạng sáng nay giữa Juventus và Barcelona kết thúc theo một kịch bản khó tin. Cùng điểm qua những con số ấn tượng xoay quanh vòng 32 giải Ngoại hạng Anh. Thắng thuyết phục Myanmar, đội tuyển Việt Nam chính thức giành vé dự vòng chung kết nữ ASEAN Cup 2018. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thể thao đông tây sáng nay, tôi sẽ chuyển đến quý vị thông tin nóng về trận đấu giữa Dortmund và Monaco. Trận đấu này đã bị buộc phải tạm hoãn sau khi chiếc xe buýt chở toàn đội Dortmund bị ảnh hưởng bởi một vụ nổ khi đang trên đường đến sân vận động. Theo thông tin ban đầu, hậu vệ Mar Bartra đã bị thương và phải nhập viện sau các mảnh vỡ kính văng trúng. Và sau các vụ tấn công liên tiếp gần đây, thì vấn đề an ninh ở châu Âu tiếp tục là một vấn đề nóng khi mà vòng chung kết cúp bóng đá thế giới đang đến gần ở Nga vào mùa hè sang năm. Trận đấu tứ kết giữa Dortmund và Monaco đã bị hoãn. Vậy còn trận đấu giữa Juventus và Barcelona thì như thế nào hả anh Tuấn Anh? Thưa cùng chị Ngọc Mai và quý khán giả, rất may là trận đấu rất được chờ đợi giữa Juventus và Barcelona tại Italia thì vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên khi trọng tài thổi còi kết thúc 90 phút thi đấu thì nhìn vào kết quả trận đấu lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng bất thường. Một kịch bản khó tin lại thêm một lần nữa xảy ra và lần này Barcelona vẫn là nhân vật chính của câu chuyện khó tin đó. Làm khách tại Turin, Barcelona nhanh chóng hiểu được khó khăn mình phải đối mặt. Ngay phút thứ 7, hàng thủ của họ mắc lỗi vị trí nghiêm trọng và để cho Dybala thoải mái dứt điểm, mở tỷ số cho đội chủ nhà Juventus. Chưa dừng lại ở đó, phút 22, bất ngờ tiếp tục xảy ra và lại là Dybala điền tên mình lên bảng điện tử. Thua 2 bàn trong 45 phút đầu, bước sang hiệp 2, đội bóng xứ Catalan chơi tấn công khởi sắc hơn. Nhưng giữa lúc đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique vẫn đang lay quay tìm đường vào khung thành của thủ thành Buffon, thì họ lại nhận bàn thua thứ 3. Người ghi bàn cho nhà đương kim vô địch Italia là trung vệ Chiellini. Dù khoảng thời gian còn lại, Messi và các đồng đội điên cuồng đẩy cao đội hình tấn công, nhưng đã không thể ghi được bất kỳ bàn nào tại Juventus Arena trước hàng thủ kiên cố của đội chủ nhà và chấp nhận thua chung cuộc 0-3.
Như vậy, Barcelona thêm một lần nữa thua thảm trên sân khách Cúp châu Âu mùa này. Ở lần trước họ đã làm được điều phi thường trước Paris Saint-Germain ở trận lượt về. Nhưng đối với Juventus, một đội bóng của Italia, thì sẽ là một thử thách thật sự để đội bóng xứ Catalan có thể lật ngược được tình thế. Thưa quý vị, lâm nguy ở đấu trường Cúp châu Âu, Barcelona cũng đối mặt với không ít khó khăn ở đấu trường quốc nội La Liga. Trận thua 0-2 trước Malaga khiến họ bị Real Madrid nới rộng khoảng cách lên thành 3 điểm, một trận thi đấu nhiều hơn. Chẳng những vậy mà tiền đạo Neymar còn nhận thẻ đỏ và mới đây Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cũng đã chính thức ra quyết định cho án phạt này. Theo đó, Neymar sẽ bị cấm thi đấu 3 trận. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể góp mặt trong cả 3 trận đấu sắp tới tại La Liga của Barca trước Real Sociedad, Real Madrid và Osasuna. Lẽ ra tiền đạo người Brazil chỉ bị cấm thi đấu 1 trận do dính thẻ đỏ trong trận Barca thua 0-2 trước Malaga hôm 9 tháng 4 vừa qua. Thế nhưng Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha quyết định cấm thêm 2 trận nữa do nhận thấy cầu thủ này có hành vi chế nhạo phán quyết của trọng tài. Án phạt của Neymar là một đòn đánh mạnh vào tham vọng vô địch La Liga của Barca. Ai cũng biết, trận đấu sắp tới với Real Madrid có ý nghĩa quyết định tới cuộc đua vô địch và việc thiếu vắng Neymar là một tổn thất vô cùng to lớn. Vòng 32 giải Ngoại hạng Anh chứng kiến các ông lớn trong nhóm 6 đội dẫn đầu như Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool hay Tottenham đều giành thắng lợi và trong khi đó chỉ có mỗi Arsenal là thất bại. Vòng đấu này còn những cặp đấu hấp dẫn khác, chúng ta hãy cùng nhìn lại những thống kê ấn tượng nhất ở vòng đấu này. Thưa quý vị, với cú đúp bàn thắng vào lưới Watford, tiền đạo Son Heung-min trở thành cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên ghi được 10 bàn thắng trở lên trong giải Ngoại hạng Anh. Và Manchester City là đội bóng may mắn nhất ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Tại sao tôi lại nói như vậy? Tại vì có tới 5 lần các đối thủ là tự đưa bóng vào lưới nhà. Riêng Hull City là 2 lần đá phản lưới nhà trong cả lượt đi và về khi mà gặp Man City. Thưa quý vị, ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Liverpool, Philippe Coutinho vừa trở thành cầu thủ Brazil ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Ngoại hạng Anh với 30 pha lập công. Và pha lập công của Kitaran vào lưới Sunderland là bàn thắng nhanh nhất được ghi sau giờ nghỉ của mùa giải này. Chỉ 45 giây sau khi tiếng còi của trọng tài vang lên, thì tiền vệ người Armenia đã sút tung lưới màu đen, nâng tỷ số 2-0 lên cho Quỷ Đỏ. Lập cú đúp trong chiến thắng 4-2 của Everton trước Leicester City, Lukaku đã nổ súng 7 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh trên sân nhà Goodison Park, tốt nhất trong lịch sử Everton. Và hiện chân sút người Bỉ cũng vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 23 pha lập công và nhiều hơn người xếp thứ hai là Harry Kane 4 bàn thắng. Thưa quý vị, vừa rồi là những thống kê đáng chú ý vòng đấu vừa qua. Sau 32 vòng đấu thì những vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh vẫn không có nhiều xáo trộn. Các đội cần phải nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến giành lấy vé dự Champions League. Với đồng quân huấn luyện viên Antonio Conte thì họ đã tiến thêm một bước nữa tới ngôi vô địch. Và thể thao Đông Tây sáng nay tiếp tục với các thông tin thể thao trong nước. Chiều hôm qua, tuyển nữ Việt Nam đã bước vào trận đấu cuối cùng tại bảng D vòng loại ASEAN Cup, gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào vòng chung kết là tuyển nữ Myanmar. Chỉ cần một bàn kết quả quà là có thể đoạt vé, nhưng mà các tuyển thủ của chúng ta còn làm tốt hơn thế. Sau 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, bắt đầu hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Chung có những điều chỉnh về chiến thuật. Việc này đã phát huy được tính hiệu quả khi chúng ta liên tục dồn ép đối phương vào thế chống đỡ vô cùng vất vả. Phút thứ 55, Tuyết Dung có pha solo độc diễn đi bóng qua hai cầu thủ Myanmar rồi dứt điểm chéo góc, bóng dội cột dọc, nhưng sau đó số 7 của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn kịp thời băng vào ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thắng này, đội tuyển nữ của chúng ta tiếp tục dồn ép nghẹt thở đối phương. Phút 75, Huỳnh Như có pha bỏ lỡ trên chấm 11m, nhưng chỉ 7 phút sau đó, cô đã lập công chuộc tội để nhân đôi cách biệt. Với chiến thắng 2-0 chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam toàn thắng cả 4 trận vòng bảng, qua đó chính thức giành tấm vé đến Jordan tham dự vòng chung kết ASEAN Cup 2018. Tin tức Đông Tây 24 giờ hôm nay xin được tạm dừng. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình vào lúc 6 giờ và 10 giờ hàng ngày trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.